Thành tựu vô thượng Bồ đề của mười phương ba đời tất cả chư Phật, xả lìa bốn cõi ác của thế gian, nhập vào bậc Như Lai, đắc được thần thông thủ thắng. Pháp của tất cả chư Phật thực hiện ra ở trước, thuận cảnh nhất thiết trí trần thật nghĩa. Những gì là mười tạng thọ sanh? Một là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật. Hai là tạng thọ sanh phát tâm Bồ đề. Ba là tạng thọ sanh quán các pháp môn sinh tu hành. Bốn là tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh thâm sâu chiếu khắp ba đời. Năm là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh. Sáu là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai. Bảy là tạng thọ sanh Phật lực quang minh. Tám là tạng thọ sanh quán môn phổ trí. Chín là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm. Mười là tạng thọ sanh vào bậc Như Lai. Những gì là mười tạng thọ sanh? Một là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật. Hai là tạng thọ sanh phát tâm Bồ đề. Ba là tạng thọ sanh quán các pháp môn sinh tu hành. Bốn là tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh thâm sâu chiếu khắp ba đời. Năm là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh. Sáu là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai. Bảy là tạng thọ sanh Phật lực quang minh. Tám là tạng thọ sanh quán môn phổ trí. Chín là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm. Mười là tạng thọ sanh vào bậc Như Lai. Đây là pháp môn mười tạng thọ sanh của Bồ Tát. Thiện nam tử, thế nào gọi là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật? Thiện nam tử, khi Bồ Tát bắt đầu phát tâm thì phát nguyện như vậy: tôi sẽ tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thấy Phật không nhảm đủ, ở chỗ chư Phật thường sinh tâm ưa mến, thường khởi niềm tin thâm sâu, tu các công đức luôn không ngừng nghỉ. Đây là tạng thọ sanh của Bồ Tát về nhất thiết trí bắt đầu tích tập căn lành. Thiện nam tử, thế nào gọi là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật? Thiện nam tử, khi Bồ Tát ban đầu phát tâm thì trước hết phát nguyện như vậy: tôi sẽ tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời. Tôi nguyện thường gặp Phật, bất cứ gặp bao nhiêu vị Phật, tâm cũng không bao giờ nhàm đủ. Tôi ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, thường sinh tâm ưa mến, hoan hỷ đạo tràng này, giữ gìn đạo tràng này. Tôi thường sinh khởi niềm tin thâm sâu không nghi, tu hành tất cả công đức luôn luôn không ngừng nghỉ. Đây là pháp môn Bồ Tát về nhất thiết trí huệ bắt đầu tích tập căn lành tạng thọ sanh. Thế nào gọi là tạng thọ sanh phát tâm Bồ đề? Thiện nam tử, Bồ Tát này phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề, đó là phát khởi tâm đại bi vì cứu hộ tất cả chúng sinh, khởi tâm cúng dường Phật vì rốt ráo hầu hạ, khởi tâm khắp cầu chánh pháp vì tất cả không sẻ tiếc, khởi tâm thú hướng rộng lớn vì cầu nhất thiết trí, khởi tâm tử vô lượng vì nhiếp khắp chúng sinh, khởi tâm chẳng bỏ tất cả chúng sinh vì mặc giáp kiên thệ cầu nhất thiết trí, khởi tâm không xiểm dối vì được trí như thật, khởi tâm như lời nói thực hành vì tu Bồ Tát đạo, khởi tâm không dối chư Phật vì giữ gìn đại thệ nguyện của tất cả chư Phật, khởi tâm nguyện nhất thiết trí về hết thủa vị lai giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng tâm Bồ đề công đức như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật nên được sinh vào nhà Như Lai. Đây là tạng thọ sanh thứ hai của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh phát tâm Bồ đề? Thiện nam tử, Bồ Tát này phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề, đó là phát khởi tâm đại bi vì cứu hộ tất cả chúng sinh, phát khởi tâm cúng dường Phật vì rốt ráo hầu hạ chư Phật, phát khởi tâm khắc cầu chánh pháp vì tất cả đều thí giả không sẻn tiếc, phát khởi tâm Phật đạo thú hướng rộng lớn vì cầu nhất thiết trí huệ, phát khởi tâm từ vô lượng vì nhiếp khắp tất cả chúng sinh, phát khởi tâm chẳng bỏ tất cả chúng sinh vì mặc giáp kiên thệ cầu nhất thiết trí, phát khởi tâm không xiểm dối vì được trí huệ chân như thật tướng, phát khởi tâm như lời nói thực hành vì tu hành Bồ Tát đạo, phát khởi tâm không dối chư Phật vì giữ gìn đại thệ nguyện của tất cả chư Phật, phát khởi tâm nguyện nhất thiết trí vì hết thuở vị lai giáo hóa tất cả chúng sinh không ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng tâm Bồ đề công đức như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật nên được sinh vào nhà Như Lai. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ hai của Bồ Tát. Thế nào gọi là tạng thọ sanh quán các pháp môn siêng tu hành? Thiện nam tử, đại Bồ Tát này khởi tâm quán điển tất cả pháp môn, khởi tâm hồi hướng đạo nhất thiết trí viên mãn, khởi tâm chánh niệm nghiệp không lỗi lầm, khởi tâm biển tam muội thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, khởi tâm tu thành công đức của tất cả Bồ Tát, khởi tâm trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo, khởi tâm cầu nhất thiết trí hành đại tinh tấn tu các công đức như kiếp lửa thiêu đốt không ngừng nghỉ, khởi tâm tu hạnh phổ hiền giáo hóa tất cả chúng sinh, khởi tâm khéo học tất cả oai nghi tu công đức Bồ Tát xả lìa hết thảy tất cả trụ chân thật không chỗ có. Đây là tạng thọ sanh thứ ba của Bồ Tát.